dữ nha, nhiều người đường trắng trắng vàng vàng dài thò hò, má này ngoài gần sáu vòng một. Ơi tải đi anh em, ông anh ông mới chia cho ba bộ anh em ơi, ông nhờ mình bán giùm ba bộ chim hút mực nha anh em. Mình đang chơi chim hút mực mà ông ở Sài Gòn á, nhờ mình về đây bán giùm ổng. Ổng dưới đó ổng đi làm công trình gì á, ông không có thời gian chơi anh em ơi, nhờ mà về đây kêu mình bán giùm ổng đi. Ông nói giờ tôi anh chơi mà anh cũng chẳng biết bán ở đâu nữa, rồi mình muốn đem về. Cái trước tiên là mình coi cái nó sao ổng thôi nè, còn không ổng tính nữa. Và nếu mà vip vip thì mình chia anh em chơi, nếu không ổn thì mình nói với ông anh để ra rẻ thôi. Ủa cái gì đây, sao không cắt cánh cái gì trời, cái gì cắt cánh cái gì trời, con kiện gì mà nó bự thì lứ luôn em ơi. Trời ơi ông trời, ông cắt cánh cái gì trời ơi. Đấy. Ôi ông chuyện đẹp anh em ơi. Trời ơi anh chơi anh cắt cánh anh em ơi. Chim đẹp như ngọc trinh luôn mà anh chơi nha. Chết em rồi. Sao ra đây? Rồi ok một bộ anh em ơi. Con này thì đúng dài luôn em, bộ hình đúng dài luôn em. Ôi ôi chuyện đẹp mà anh trên chắc cánh là em ơi, chuyện gì nó bự con nó dài dưới trời. Thôi một bộ đi, bộ thứ hai em ơi. Mình mới bộ này mùa nha em, bộ này chim mùa. Bộ anh chơi anh cắt cánh kìa ta, đừng nói bộ này cắt cánh luôn nha. Con này còn nguyên em ơi, mình để ra sát lồng lúc mình nó nhảy vậy là nó cũng cơ bản thuần nha em. Con này cũng kim thơ nha em ơi. Anh lông còn cũng phúng phúng mấy lông mình chưa xong anh em nè. Chim toàn bộ ăn cắm hạt nha, toàn bộ ăn cắm hạt chứ không có cắm nới nha. Chim mình nuôi này mấy tháng rồi nè, con này là cơ bản đem về nhà mà mình chăm là đảm bảo lên nha em. Con này đẹp quá làm sao mà anh chơi anh sợ nó xảy ra làm sao mà anh chơi anh cắt cánh rồi nè. Thôi con này đúng đẹp luôn, thấy nó đúng đẹp luôn, anh sợ sảy anh sao anh cắt cánh. Rồi còn một bộ lồng sắt nữa em ơi, ba bộ này mình đảm bảo với anh em là ngon nha. Nó mình thấy đây nhìn nó cái tướng này biết nè, lại thêm một con chiền nữa nha anh em. Con này xè luôn em ơi, hồi vô nó xè anh em ơi. Mua nó chim đâu mà bành bành kỳ không. Nó mà khổng lồ không em ơi, con này xè nha. Đó, này nó xè nha. Chơi xè khỏi chơi luôn em ơi. Ôi ôi nó xè kìa. Chơi xè hết bảo luôn nè. Dữ dằn. Quá đã em ơi. Con nào cũng ngon em ơi. Con này là chuyền xè, xà cứng như xè em. Xe, nó thấy đuôi không?
Ôi ôi, nó đang đỏ anh em ơi, nó đẹp quá đã luôn em ơi. Con này thì mình thấy mình, con này thì chung nó cũng cũng được, nhưng mà thấy cũng bình thường, cơ bản là nó con mồi anh em, đang trổ gần xong anh em. Quá đã. Con này để mình mở áo ra mình máng cây trước nè em, để kêu nè em coi thái độ nó sao ha. Mới về nó mệt lắm anh em, là mình muốn mình gấp, mình muốn quay clip cho anh em xem á, con nào cũng đẹp. Lên cho anh em ba bộ chim lở với anh em, chim này cắm cứng hết rồi anh em ha, hai con hai bên chứ, hai bên với con kia nữa anh em. Con giữa là con chim nó cứng rồi, mình kẹp cho nó chơi cho anh em xem thôi. Hai con hai bên là khoảng tháng rưỡi đồng hơn em ha, cắm cứng mà nó căng lắm á, chứ nó chơi ghê lắm á, tại mình không có quay điện thoại được. Bây giờ mình nói rảnh mình quay cho anh em xem là nó chơi chậm lên là chứ nãy chơi mạnh lắm. Hai bộ hai bên nha anh em, hai bộ hai bên chim thì mình giao anh em là mình giao chim lòng luôn vậy anh em, luôn có lòng còn anh em, chứ đâu mình không có giao chim bò hộp giấy rồi anh em ơi. Anh em mình giao có cái lòng luôn cho nó đỡ cái quản chim anh em. Lòng thì rẻ mấy chục ngàn cái nè, thà mình bán cho giá ok là mình vui luôn, em có lòng luôn vậy, luôn lòng con chim thì cho nó khỏe chim. Hai con này là cắm cứng nha nè, cắm cứng hết là tháng rưỡi đồng hơn rồi nè, thì chém rồi chứ mà tại vì nó chưa căng á, nó mới đem ra thời nắng là để căng nó làm ghê lắm. Về cứ cắm cứng hết là về cứ vậy mà chăm phơi nắng nồi ăn uống vô là bữa hai nữa là chơi anh em, chiều đang chơi thái độ tốt lắm nè. Hai hai bên dí con giữa chạy luôn á, giữa chim thuộc cái con chơi dí chạy luôn. Đúng rồi, để em ghen kẹt hết nè mày, con giữa xào luôn rồi. Hàng quyết nha Nam, em coi con nào nó độ kêu nhịp cánh anh thấy không? Đó, hai con nào cũng kêu nhịp cánh đó, con này mà căng xíu là chém cánh là đùng đùng như em. Đó anh em coi con biểu này mà phải nè, để xa mà đấu ghê không, không có kè luôn á, để xa luôn anh em. Con nào kêu cũng nhịp cánh rồi ghê không? Hai con này đang lên dù dù luôn em ơi, tim đang lên dữ lắm, mới có 1 tháng rưỡi lần thôi em, nhưng mà lên dù dù luôn. Em coi thái độ nó là sao nhịp cánh này thấy không, hai con này hai tôi chết anh em, con bên trái anh em coi còn như thái độ nó nhúng rồi, cao giỏ đúng không, hàng ủ mưu nha anh em. Đó, chơi nhịp cánh ghê, còn bên trái thì nó lẹ cầu hơn nha anh em, bên phải thì chậm cầu nhưng mà nó kêu ghê, nó nhịp cánh nè. Đó, hàng này đem về nuôi dưỡng tháng lòng nữa là kiếm chém cánh cho coi luôn. Quá vip anh em ơi, kêu suốt luôn á, thấy người nó còn xuyên kêu, không thấy người thì không thấy người nó ru rồi, thấy người nó kêu vậy không có sợ người luôn. Đó, này thấy trời. Để mình kè thì hai con chơi nè ha, thấy mình một cái làm rần 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 vậy nè. Chim này chim mới tháng rưỡi là mình đang còn nhát lắm nha, chứ không phải là như thần như nè. Nhà mình chậm lắm nè. Đó, thấy chưa,
hàng tốt chất anh em, hàng của mua anh em, con trái anh em, con trái là cái nết tất cả đó, xè cho anh em. Xè đó anh em, có nhịp đuôi kìa, cắn rồi, cắn xè anh em ơi, rồi xe anh em ơi, quá dữ, gỡ đuôi nữa kìa. Ngủ mu được giá mới bán nha anh em, cái nữa là bây giờ nó ăn lên dữ, ăn lên dù dù luôn từng ngày luôn em ơi. Còn dữ con kia nè, con này là nó sung lắm, nó về nó đá cái điện thoại anh em, con trái nè, nó về là nó đá cái điện thoại luôn, nói điện thoại kích cho nó về đó, mình về cũng bay nó đá điện thoại luôn. Mình lãi này mình theo cái từng lãi bé thưa anh em, mấy con hàng quýt anh em, hàng quýt chất anh em, anh em ứng mấy mẫu này như vậy thì anh em cứ liên hệ với mình nha. Khi mới có tháng hơn lòng mà thái độ nó vậy anh em, có thời gian cũng đem lại về chừng tháng nữa đi, hai tháng cho nó quen nhà đi, thấy cảnh đó không mình phải chơi, không có đẹp bằng con trái nó lẹ cầu, coi cái đuôi nữa. Từ đã, anh em nào thích thì liên hệ Zalo với mình nha anh em, 0918 418 948, rồi mình đi anh em tâm sự, tâm sự mỏng hàng đối giấc anh em ơi, ngủ mu đơn giản rất nhẹ nhẹ cho nên coi thôi, thấy coi chừng ăn cả 5 phút rồi mà thấy thái độ nữa không giờ lòng vô bỏ ra, đổ tay ra là chơi luôn chứ không sợ gì hết. Còn cái quá biết nè, ok anh em nha, em nào thích hàng tốt nhất thì liên hệ mình nha. Còn cái này đây anh em ơi, ấy da, ấy da kỳ vậy, gì kỳ vậy, áo gì kỳ vậy, đây da, đây là một bé quả mi nha anh em, quả mi hót, mình giao chim cho chú thì ổng tặng cho mình cái quả mi nè, giao chị hút mật cho ông chú ổng tặng cho mình cái quả mi nè, con bé quả mi này thì ổng rất là cưng anh em, nhưng mà vừa rồi nó bị thứ một cái giò anh em, thì mình ổng mới nhả ý cho mình về để mình nghe hót thôi anh em, cho nó ổn định anh em ơi, khi nào mình nó ổn định thì mình sẽ cập nhật thêm nhiều cái này cho anh em xem nha. Đây là cái quà mi nha anh em, cảm ơn ông chú rất nhiều nha, sẽ chăm sóc nó. Thì ông chú nói là con chim này nó bị sang lòng á anh em, sao mà nó bị kẹt, sao mà nó bị gãy cái một chân anh em, ổng rồi mà ổng là nó đứt lìa luôn anh em, nói chung là hiện tại giờ nó có một chân anh em, ổng rồi thả nó anh em, mà mình sợ là nó con chim này thả ngoài mà có một giò thì nó kiếm ăn khó anh em, tội nghiệp nó, rồi lỡ không biết cái kia ăn không được rồi lỡ nó chết ở ngoài luôn, tội nghiệp anh em, mình mới xin nó về để mình nuôi cho nó hót chơi. Con này con chú nó nuôi mấy năm rồi nha anh em. Ok, cảm ơn chú nhiều, mình sẽ chăm sóc nó, mình sẽ cập nhật tình hình của bé này cho anh em xem nhé. Ok.